do đó quán cơ đầu giáo theo bệnh cho thuốc tức cũng là vì chúng sinh thuyết pháp đối với người căn tính tiểu thừa thì nói pháp tiểu thừa người căn tính đại thừa thì nói pháp đại thừa tức là theo bệnh bốc thuốc đối với bệnh nhiệt thì dùng thuốc giải nhiệt để đối trị bệnh hàn thì dùng thuốc nhiệt để đối trị như thế thì mới hết bệnh cho nên thần của phật sùng mãn thế gian để cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ chúng sinh đều thấy ở trước họ. Tất cả chúng sinh đều cảm thấy Phật đang ở trước mặt mình, đối diện thuyết pháp cho mình. Cảnh giới này của quang diệm thiên, cảnh giới môn giải thoát này, vị quang diệm thiên vương đắc được. Nếu có chúng sinh thấy được Phật, tất sẽ dứt sạch các nghiệp chướng lìa các ma nghiệp hẳn không còn, quang chiếu thiên vương được môn này. Nếu có chúng sinh thấy được Phật, Giả sử chúng sinh nào thấy được báo thân của Phật, thì nghiệp chướng sẽ tiêu diệt. Phật có ba thân, một pháp thân, chẳng có hình tướng, là trần như thật tướng. Phật không trụ thế, cũng chẳng phải không trụ thế. Về thời gian thì dọc cùng tam tế, về không gian thì ngang khắp mười phương. Đó cũng là tánh linh của Phật, hiệu là tỷ lô giá na, dịch là biến nhất thiết xứ, khắp cùng mọi nơi. Hai báo thân, là thân tướng trang nghiêm quang minh thanh tịnh là thân thường trụ bất diệt phật trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp tù vô lượng phước đức và trí huệ mới đắc được báo thân hiệu là lô xá na dịch là tịnh mãn báo thân này thanh tịnh như ánh sáng mặt trời chiếu đầy khắp toàn thế gian ba ứng thân là tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà hiện tướng chuyên về giáo hóa chúng sinh hiệu là thích ca mâu ni thích ca dịch là năng nhân biểu thị đại bi bầu nì dịch là tịch mặc biểu thị đại trí lại là hóa thân ứng theo sở cầu của chúng sinh mà biến hóa trăm ngàn ước thân không những phật có hóa thân mà bồ tát quán thế âm cũng có vô lượng hóa thân bồ tát dùng tâm để quan sát chúng sinh thế gian thọ khổ bất cứ có bao nhiêu chúng sinh cầu cứu thì bồ tát đều đồng thời cứu ra khỏi biển khổ vì Bồ Tát có thần thông lực hóa thân. Tất khiến rất sạch các nghiệp chướng, ai thấy được báo thân của Phật thì nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, tất cả chướng của người đó đều sẽ rất sạch, tất cả nghiệp chướng đều sẽ biến thành thanh tịnh. Khỏi các ma nghiệp tất không còn. Nghiệp chướng trở sạch rồi thì sẽ có ma đến nhiễu loạn dẫn dụ, khiến cho người tu hành mất đi định lực mất đi đạo tâm. Làm thế nào vượt khỏi các ma, tức là siêng tinh tấn không giải đãi, bất cứ cảnh giới gì trước mắt, tâm không động, ý không loạn, thì thiên ma không có cách chi phá được, tự nhiên sẽ thối lui, do đó sẽ vượt khỏi tất cả ma nghiệp, vĩnh viễn không bị các ma nhiễu hại. Quang chiếu thiên vương được môn này, cảnh giới này vị quang chiếu thiên vương minh bạch được. Tất cả chúng hội lớn như biển, Phật ở trong đó bài sáng nhất, khắp mưa pháp vũ nhuận chúng sinh, danh sừng Thiên Vương vào môn này. Tất cả hội chúng lớn như biển, Phật ở trong mỗi thế giới đều có pháp hội thuyết pháp, trong mỗi pháp hội có vô lượng chư Phật, vô lượng Bồ Tát, vô lượng A La Hán, vô lượng chúng sinh, trong chúng hội rất rộng lớn giống như biển cả, rộng không thể lường, sâu không thể dò. Phật ở trong đó oai sáng nhất. Phật ở trong mỗi pháp hội có oai đức nhất, có quang sáng nhất. Do đó đại oai đức thần thông lực, quang minh của Phật chiếu khắp mười phương, khắp mưa pháp vũ nhuận chúng sinh. Phật thuyết pháp khắp hết thảy, giống như trời mưa, cây lớn thì hút lượng nước nhiều, cây nhỏ thì hút lượng nước ít. Thầy đều được là ích pháp vũ, tùy theo mỗi loại, tùy theo căn tính mà thấm nhuần tất cả chúng sinh. Danh xưng thiên vương nhập môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vị phổ quán đại danh xưng thiên vương minh bạch được. Lại nữa, thích ca nhân đà la thiên vương được môn giải thoát đại hoan hỷ ghi nhớ ba đời chư Phật xuất hiện ra đời, cho đến thấy rõ có ích thành hoại. Tiếp theo kinh văn ở trên, vị thích ca nhân đà la thiên vương là tầng trời thứ hai trời đao lợi thuộc về dục giới thích ca dịch là năng nhân đà la dịch là thiên chủ nghĩa là làm chủ trên trời vị này đắc được một môn giải thoát là trong khoảng một niệm có thể nghĩ biết trong quá khứ chứ phật xuất hiện ra đời như thế nào cho đến cõi phật thành như thế nào hoặc như thế nào vị này nhớ được cảnh giới này rất rõ và còn hiểu biết đạo lý này không những là đời quá khứ mà đời hiện tại và đời vị lai cũng thấy rõ vì minh bạch được nhiều cảnh giới cho nên sinh đại hoan hỷ đại khoái lạc nhân đà la còn gọi là thích đẻ hoàn nhân trong vô lượng kiếp về trước vị này là người nữ độc thân một ngày nọ vị này thấy một ngôi chùa cổ hư hoại chẳng có ai phát tâm trùng tu lại vị này thấy như vậy thì trong tâm nghĩ nếu không sửa lại thì tượng phật bị mưa rột gió thổi nắng dọi thật không đành làm ngơ. Do đó vị này phát tâm trùng tu ngôi chùa cổ này. Nhưng sức lực của một người có hạ, không thể hoàn thành tâm nguyện. Do đó bé đi tìm bạn bè và thân hữu mọi người đều phát tâm trùng tu. Người có trí thì việc sẽ thành, tìm được 32 người phụ nữ. Ai có tiền thì cúng tiền, có sức thì dùng sức, cùng nhau nỗ lực. Chẳng bao lâu thì sửa xong ngôi chùa cổ hư hoại, biến thành ngôi chùa trang nghiêm nhờ công đức trùng tu sửa chùa. 33 người nữ này sau khi chết, sinh về trời đao lợi mà làm thiên chủ. Bốn hướng của cõi trời này, mỗi hướng có 8 vị trời. Đồng Tây Nam Bắc cộng có 32 vị trời. Chính giữa có một vị trời là chỗ của đế thích ở. 33 vị trời này là 33 người phụ nữ làm thiên chủ. Đó là nguồn gốc thiên chủ. Người không biết nhân duyên của thiên chủ thì nói bậy bạ nói thiên chủ là độc hữu là vạn năng thật ra chẳng phải là độc hữu cũng chẳng phải là vạn năng vì vị này chỉ biết sự việc mấy vạn năm mà không biết sự việc mấy vạn đại kiếp vì không biết nhân duyên vô lượng kiếp mới bịa ra khái niệm một vị chân thần tạo ra một vị thần cứu kính hoặc là thần viên mãn hoặc thần vạn năng đó là tùy ý tạo ra muốn tạo bao nhiêu thì tạo bấy nhiêu chẳng có ai để khống cáo chân thần cũng xong thần vạn năng cũng xong đều chẳng đúng cho nên lấy sai lầm truyền sai lầm truyền cho đến hiện tại bây giờ là thời đại khoa học bất cứ việc gì đều phải trải qua sự khảo nghiệm tôn giáo cũng như thế nếu không hợp với sự khảo nghiệm của khoa học thì sẽ bị đào thải những người tín ngưỡng tôn giáo phải phân tích kỹ càng đừng nên ai sao mình cũng vậy chẳng có sự phán đoán mà dưỡng thành mê tín như vậy thì sẽ biến thành cuồng tín. Trời đao lợi ở trên đỉnh núi Tu Di, thành tên là thành thiện kiến. Trong thành có lầu báu trọng các, thiền cùng rất là hoa lệ, là chỗ ở của thích đẻ hoàng nhân, tức cũng là ngọc hoàng đại đế của đạo giáo, chỗ ở của thượng đế gia tổ giáo. Tuy nhiên tên chẳng giống nhau, thật ra tức là chủ của cõi trời tam thập tam, cũng chỉ một người mà thôi. Vị thích đẻ hoàn nhân này còn có tên là trời đế thích. Là chúa có trời tam thập tam, cõi trời này rất sung sướng, cho nên trừ thiền không thích tu thiền định, rất dễ đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi. Ngay cả thích đẻ hoàn nhân cũng không ngoài lệ ấy. Trừ thiền khi gần chết, thì phát sinh năm hiện tượng suy. Vị thích đẻ hoàn nhân này hưởng hết phước báu, thì phải đi đầu thai. Vị này biết mình sắp chết, bèn đi đến cho đức phật cầu cứu thỉnh giáo làm thế nào nữ sinh thoát từ phật nói chiếu theo nhân quả mà nói thì ông phải đầu thai làm lừa chẳng có cách chi cứu vãn vị này nghe rồi sợ hãi vô cùng bèn ba lần khẩn cầu đức phật cứu phật bèn cho thọ tam quy và ngũ giới làm đệ tử phật chẳng bao lâu quả nhiên chuyển nhập vào thai lừa con lừa cái này không duyên cớ gì bèn chạy vào trong nhà chủ tiệm làm bẻ đồ bằng xứ. Chủ nhân nổi giận, dùng gậy đánh con lửa cái, làm cho con lửa cái xảy thai, do đó trời đế thích bèn trở lại về thiên cung. Kiện thành tín ngưỡng Phật Pháp, phàm là chỗ nào trong thế gian có cao tăng giảng kinh thuyết Pháp, thì vị trời đế thích này, dù bận rộn trăm việc, cũng nhất định tranh thủ thời giờ đến nghe Pháp, do đó mà dẫn đến sự hiểu lầm của vợ ông ta mà phát sinh một cuộc chiến giữa Chư Thiên và Atula. Con gái của vua Atula đẹp tuyệt trần, trời đế thích tham sắc đẹp mà cưới làm vợ, do đó có thể chứng minh Chư Thiên cõi trời, sáu cõi trời dục giới, không những còn tham dục mà còn có dục tính nam nữ. Phạm là chúng sinh ở thế gian tu mười điều lành giữ nam giới cấm, thì sẽ được tái sanh về cõi trời này, nhưng ở đây chẳng phải là nơi cứu kính. Do đó, sáu cõi trời dục giới có nằm tướng suy, trời tam thiền có nạn gió lớn. Dù sinh về cõi trời phi phi tường, chẳng bằng về cõi tây phương cực lạc. Thế giới cực lạc mới là nơi cứu kính, cõi đó hoa sen hóa sinh, sung sướng vô ngần chẳng có phiền não. Phổ sương mãn âm thiên vương được môn giải thoát, khiến cho sắc thân của Phật thanh tịnh rộng lớn nhất, thế gian không gì so sánh được vì phổ xương mãn ẩm thiền vương được môn giải thoát biết xác thân của phật thành tịnh nhất rộng lớn nhất bất cứ thánh nhân thế gian không thể so sánh được ở trước có nói về thân thật của phật tức là pháp thân bây giờ nói về xác thân của phật tức là báo thân hóa thân của phật tức là ứng thân cho nên phật có pháp thân báo thân hóa thân ba thân xác thân của phật là thành tịnh nhất chẳng có nhiễm ô chẳng giống như thân phàm phu của chúng ta, không sạch sẽ mà dơ bẩn. Sắc thân của Phật đầy đủ 32 tướng và 80 vẻ đẹp, mỗi một tướng, mỗi một vẻ đều thanh tịnh rộng lớn. Báo thân của Phật cũng hiện trong vô lượng thế giới giáo hóa chúng sinh. Bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này do Phật nói, Phật hiện thân lô xá na ngàn trượng mà nói diệu pháp, chuyển vân thánh vương là người có phước đức tướng của thế gian. Tuy nhiên cũng có 32 tướng tốt, nhưng không thể so sánh với Phật, vì thiên vương này đang được môn giải thoát này. Từ mục bảo kế thiên vương, được môn giải thoát mây tử bi che khắp. Vì từ mục bảo kế thiên vương, về mắt của vị này phóng ra mây quang minh tử bi, chiếu soi chúng sinh khiến cho họ sinh tín tâm. Bảo kế của vị này thường tuôn ra các châu báu mà bố thí cho chúng sinh cho nên được tên này vị này đã được một giải thoát, mây từ bi của Phật che chở bảo hộ tất cả chúng sinh, mây từ bi của Phật khiến tất cả chúng sinh đều có tâm từ bi mà không giết hại, có tâm bố thí mà không trộm cắp, có tâm nhẫn nhục mà không nóng giận, có tâm tinh tấn mà chẳng lười biếng, có tâm thiền định mà không tám loạn, có tâm trí huệ mà không ngu si. Mây từ này còn khiến cho tất cả chúng sinh từ bờ sinh từ bên này qua được dòng phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Bảo quang tràng danh xưng thiên vương, được môn giải thoát, luôn luôn thấy Phật. Hiện đủ thứ thân hình, tướng oai đức, ở trước mặt vua. Vị bảo quang tràng danh xưng thiên vương, thường thấy Phật, ở trước mặt vua thế gian, hiện ra đủ thứ hình tướng, thân có đại oai đức tướng, có uy đáng sợ, có đức đáng kính khiến cho người thấy tự nhiên cung kính đảnh lễ chiêm ngưỡng ví như vua tần bà sa la quy y phật làm đệ tử con là vua a xà thế cũng quy y phật vua bà tư nặc quy y phật làm đệ tử con là kỳ đà cũng quy y phật lúc đó có rất nhiều vị vua quy y phật vì thiên vương này đã được cảnh giới môn giải thoát này phát sinh hoan hỷ kế thiên vương được môn giải thoát biết thành ấp cung điện của tất cả chúng sinh do phước nghiệp gì mà có. Vị phát sinh hoạn hỷ kế thiên vương, biết được thành ấp cung điện chỗ ở của tất cả chúng sinh do phước nghiệp gì mà sinh ra, vị chúng sinh tu pháp môn giới định huệ triệt trừ phiền não tham sân si, cho nên có quả báo phước nghiệp thành ấp cung điện. Nếu chỉ tạo tội nghiệp mà không tu công đức lành thì chẳng có phước báo như thế. Phước nghiệp là do làm việc thiện mà có. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Đoàn tránh niệm thiên vương được môn giải thoát chư Phật khai thị thành thục chúng sinh. Vị đoàn tránh niệm thiên vương được môn giải thoát mười phương chư Phật khai thị thành thục chúng sinh. Người chưa gieo trồng căn lành thì trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, đã thành thục thì khiến cho được giải thoát đó là việc chư phật thành thục chúng sinh cao thắng âm thiên vương được môn giải thoát biết tướng chuyển biến kiếp thành hoại của tất cả thế gian vị cao thắng âm thiên vương minh bạch được tất cả thế gian làm thế nào hình thành làm thế nào trụ thế nào hoại thế nào không thành trụ hoại không cần bao nhiêu kiếp và làm thế nào từ kiếp thành chuyển đến kiếp trụ từ kiếp trụ chuyển đến kiếp hoại từ kiếp hoại chuyển đến kiếp không, từ kiếp không lại chuyển đến kiếp thành. Những tướng như vậy làm thế nào chuyển biến? Chuyển biến thì phải trải qua thời gian dài bao lâu? Vị này đều biết đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chúng sinh càng cường khó điều phục. Hiện giáo là văn độ chúng sinh. Bồ Tát dùng bốn tâm vô lượng để giáo hóa khiến cho chúng sinh có duyên đều chứng Phật Đạo mật giáo là võ độ chúng sinh kim càng là tướng phẫn nộ dùng thủ đoạn cưỡng bách để giáo hóa khiến cho chúng sinh vô duyên đều được giải thoát phương pháp tuy nhiên chẳng giống nhưng mục đích giống nhau đều khiến cho chúng sinh minh tâm kiến tánh thành phật tịnh hoa quang thiên vương được môn giải thoát biết rõ nguyên nhân vì sao tất cả chư thiên khoái lạc vị tịnh hoa quang thiên vương hiểu biết tất cả chư thiên rất khoái lạc, chẳng yêu sầu. Tại sao họ được quả báo khoái lạc? Vì quá khứ họ đã trồng xuống nhân khoái lạc, tức là tu giữ nam giới, làm 10 điều lành, họ đều tu công đức bậc thượng. Nếu tu công đức bậc trung thì sinh về cõi người, nếu tu công đức bậc hạ thì sinh về cõi Atula, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Trí Nhật Nhãn Thiên Vương được môn giải thoát khai thị tất cả các thiên tử, thọ sinh căn lành, khiến cho họ không còn si hoặc. Vị trí nhập nhãn thiên vương được môn giải thoát khai thị tất cả các thiên tử, thọ sinh căn lành, khiến cho họ đều trừ khử ngu si nghi hoặc. Tự tại quang minh thiên vương được môn giải thoát khai ngội tất cả các thiên chúng, khiến cho họ vĩnh viễn rất sạch tầm nghi hoặc. Vị tự tại quang minh thiên vương được một giải thoát khai ngộ tất cả các thiên chúng, khiến cho họ ngộ nhập vào cảnh giới của Phật, khiến cho tất cả các thiên chúng vĩnh viễn đoạn trừ tâm nghi hoặc mà sinh tâm tránh tín. Bấy giờ Thích Ca nhân Đà La Thiên Vương, nương oai lực của Đức Phật, quán khắp tất cả thiên chúng trời Tam Thập Tam mà nói kệ rằng, đường lúc đó vị thiên chủ, nương đại oai thần lực của Đức Phật quan sát khắp tất cả thiên chúng trời tam thập tam, trời đau lợi, mà nói cả để tán thán chư Phật. Tôi nhớ chư Phật trong ba đời, tất cả cảnh giới đều bình đẳng, như các cõi nước hoại và thành, dùng Phật oai thần đều thấy được. Tôi nhớ chư Phật trong ba đời, Thích Ca Nhân Đà La Thiên Vương nói, Tôi suy nghĩ chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều bình đẳng chẳng khác gì tất cả cảnh giới đều bình đẳng cảnh giới của chư phật trong ba đời đều một luật bình đẳng chẳng có cao thấp chẳng có khác về lớn nhỏ mà đều bình đẳng giống nhau như các cõi nước hoại và thành cõi nước chư phật làm thế nào hoại làm thế nào thành cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn dùng phật oai thần đều thấy được dùng đại oai thần lực của chư phật khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được phận đều minh bạch được cảnh giới này thần phật rộng lớn khắp mười phương sắc đẹp chẳng sánh lợi quần sinh quang mình chiếu sáng khắp hết thầy phổ sinh thiên vương thấy môn này thần phật rộng lớn khắp mười phương pháp thân của phật rộng lớn vô biên khắp trong tất cả mười phương tận hư không khắp pháp giới chỉ cần có không gian tồn tại thì có pháp thân tồn tại sắc đẹp chẳng sánh lợi quần sinh, sắc đẹp của Phật không thể sánh, lợi ích tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Quảng bình chiếu sáng khắp hết thảy, Quảng bình thanh tịnh của Phật chiếu sáng tất cả chúng sinh, chẳng có một chúng sinh nào không tắm mình trong ánh từ quang. Quảng bình này rất bình đẳng, không phân biệt thiện căn hoặc độ căn, đều chiếu sáng và gia bị hết thảy. Phổ sinh thiên vương thấy môn này Cảnh giới này vị phổ xương mãn âm thiên vương quan sát thấy được. Như lai phương tiện biển đại tử, kiếp xưa tu hành rất thanh tịnh, hóa đạo chúng sinh không bỏ mé, bảo kế thiên vương ngộ môn này. Như lai phương tiện biển đại tử, như lai là một trong mười danh hiệu của Phật. Mỗi vị Phật đều có mười danh hiệu, tức là một như lai pháp thân của Phật từ đạo như thật mà đến hai ưng cúng đức phật đoạn trừ ba hoặc và nhị tử vạn đức phước huệ đầy đủ xứng đáng thọ lãnh chúng sinh trong chín pháp giới cúng dường ba tránh biến trì trí huệ của phật chiếu tất cả các pháp vừa tránh lại vừa khắp cùng bốn mình hạnh túc phước và huệ của phật đều đầy đủ ba mình là huệ năm hạnh là phước năm thiện thệ thế gian giải Phật tu tránh đạo nhập Niết Bàn còn hiểu rõ tất cả hình trạng thế gian. 6. Vô thượng sĩ Tránh giác của Phật là vô thượng, chín giới chúng sinh không thể so sánh được. 7. Điều ngự trượng phu Phật là bậc đại trượng phu, điều thuận, tu tránh đạo. 8. Thiên nhân sư Phật là đại đạo sư của trời người, giáo hóa hết thảy bỏ tà về tránh, cải ác hướng thiện. 9. Phật là thánh nhân đại giác ngộ mười thế tôn phật là người tôn quý nhất trong thế gian đầy đủ mười hiệu mới xưng là phật vì lòng đại từ bi cho nên phật tử